vừa hay gặp biết yêu thương thế nơi đây sau một phương hoa như lửa người theo lối dương hất lên khúc nhạc phi thường ta vừa hay gặp biết thanh xuân vẽ lên nay ước nguyện đơn thuần nếu đó không phải anh thì có lẽ trong em mang đến. Hello hello, chào mừng anh đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Lại là mình đây. Và hôm nay mình sẽ trở lại với vị tướng Roker nha anh em. Đi rừng nha. Mùa 20 anh em ạ. À. Anh em đã thấy sự khác biệt về map cho anh em. Và tí mình sẽ nói sơ về map cho anh em hiểu nha. Thì đầu mùa anh em ạ. À. Mình mới ra chung cư 1 nha anh em. Bây giờ cũng đợi chạy quá anh em ơi. Và mình xin lỗi anh em vì mình không làm được clip nhiều nha anh em. Mong anh em thông cảm. Thì chỗ mình đang đêm anh em ạ. Bên trên thì có người đang uống trà đàn đạo. Phải ạ. Anh quái nhỏ luôn nha anh em. Trận này biết Joker thì mình sẽ cố gắng cho anh em coi cái con tà thần cuối cùng sớm nhanh nhất nha anh em. Sợ những sợ về late game này ăn không được anh em ạ. Mà chỉ trực cái đầu game thôi anh em ơi. Đầu game thôi anh em. Thì anh quái này lấy cung lên trên gan lên nha anh em. Rồi, lâu lắm mà không làm clip mà mong anh em thông cảm nha. Bây giờ mới lại cái lưu lưỡi này nè. Ý, lộ vị trí rồi. Rồi giờ phải vô nè. Bắt đầu đê nó chứ như vậy nha anh em. Lên luôn. Ý. Ui, giờ đu dở quá. Rồi bắn được. Ui, xuống bó tên bạn yếu rồi nha. Rồi xuống rồi anh em. Ui, anh em để anh em cho một đánh giá về con rồng này anh em. Mình thấy nó đẹp hơn anh em mà. Ui, rừng tên bạn là âm kinh công rồi anh em. Đã thành chứ. Mà dở như con lăng quăng anh em mà. Phải, rồi. Em nhìn giống thật anh em ơi. Phút thứ hai nó ra rồi nha anh em. Nó sơ về cái nội tại của con rồng nha anh em. Đấy, từ từ, Ari đi. Nó sơ về nội tại của con rồng nha anh em. Và khi mình giết con rồng ở cấp 1 nha anh em. Và cái con rồng Gradus lẫy á. Là mình sẽ có hiệu ứng trong vòng 1 phút 30 giây nha anh em. Và nó có hiệu ứng là gây ít thương vật lý với sát thương phép lên quá rừng này nha anh em thấy điểm sáng ở trên người đó không? Đó điểm nha anh em. À, từ vô luôn nha. Ở đây đem bạn này. Một mạng điểm sát thương luôn nha anh em. Ui, không ăn được anh em ơi. Ui, mấy chết. Ui, mày ơi. À, đó mà không đẩy choáng được mình na tên bạn là mình chế đèn nha mọi người. Và mình sẽ nói tiếp về nội tại rồng nha. À, nó sẽ gây 30% sát thương nha. Sát thương phép với sát thương vật lý lên các tướng và lính nha em. Nó đường chơi kéo lẽ nè mà. À, sẽ gây sát thương lên quái rừng với lính nha. Và từ uy mới chết anh em mà. Uy về nha. Rồi bên về mình sẽ nói luôn sơ về cấp 2 là rồng ánh sáng nha nè. Trước là rồng hắc ám vậy rồi rồng hắc rồng ánh sáng nha. Thì rồng ánh sáng là được cấp 2 này mà là nó sẽ thể gây sát thương, nó có thể gây lên máu tối đa của tướng địch luôn nha anh em. À, mỗi gây tương đương 3% cộng 1% 200 công vật lý và hoặc 400 công phép lên máu tối đa của tướng địch nha anh em. Thì hiệu ứng nó trong vòng 1.5 phút nha, cũng như cái con chim kia nha anh em. Và phần trăm máu nó sẽ kéo dài trong vòng 3 giây nha anh em. Thì cũng khá ngon luôn. Và từ ăn xong cái này lên mình gan luôn nha anh em. Còn nói về con kim công con tà thần nha.
Đi để bà nhé rồi em ơi. Đi nào mới được chúng ta. Đi, nó khẽ mình ghen em. Rồi lấy chỗ xong rồi dọc xuống ăn bùa rồi kể tiếp nha em. Rồi rộng ra nữa em ơi. Anh luôn nha. Ở đầu game mình thấy con rồng vẫn lợi hơn là con tà thần, con xe da nha. Cái độ xanh này. Tà thần xe da nó cũng một loại mà ta. Ú xanh. Mình cắn cửa hai cái. Thú hài. Đúng không anh em? Đây. Mình sẽ nhường cho bộ xanh này cho mít nha anh em. Trên lại có đánh nhau nữa hả? Lên luôn nha anh em. Hai bột đầu, bột mít nè. Bật chưa cố luôn, không chết. Này này. Một mạng à, ui, ủ xanh hỗ trợ anh em ơi. Nghe kì cái ép. Không làm mà phải có anh em ơi. Một mạng. Ui nà, gong đít chạy luôn anh em ơi. Và mình sẽ nói sơ về bộ lợi của tà thần nha. Một số không biết thì anh em thì cố gắng nghe nha anh em. Mình sẽ nói cho một số bạn không biết nha. Rồi xe da mà cấp đầu tiên là phút thứ hai là lấy anh em à, nó sẽ cộng mình giúp mình tăng sát thương lên chủ nha à, giúp mình đẩy chủ nhanh nhanh lên anh em. Anh em mé đậu xanh cái tên câu anh em quê quậy anh em mà thì phải đánh nhau từ nói tiếng như này đã hùng ta đánh luôn này. Ui, nháo anh em à. Ui, lại được một mạng ngon. Đi nào kìa anh em. Sọt nữa nè. Trời à, thứ hai nè. Mày hay bưởi. Ui, được hai bộ luôn anh em à. Quá ngon, quá ngon. Anh em có nghĩ mình nên bỏ từ anh em không? Từ anh em không anh em? Anh em gọi là cả nhà đó. Hai hai đậu xanh. Anh em cứ liếu lưỡi hoài. Thế sao được ta? Mình sẽ nói tiếp về bù lợi của con tà thần nha em. Là cấp 1 mình đã nói là nó sẽ giúp khả năng đẩy trụ nhanh hơn nha. Rồi tà thần đánh này, đánh yếu lại luôn rồi. Đánh lại cả nhà ơi. Rồi, cả nhà vô khỏe anh em à. Ui. Từ nha em. Ui pha này. Ui đánh được nha. Ui hỗ trợ nữa anh em à. Một mạng. Ao lây nha. Một mạng. Ui không mất được mít trên bạn rồi. Này hè bưởi. Ô trợ cho mình bộ này. Ui mấy mạng sẽ là ngọt sức cả nhà ơi. Và mình sẽ nói luôn bùa lợi tà thần tức là level hợp cấp 2 nha anh em. Và khi hạ gục thì sẽ triệu hồi ra một con tà thần y chang cấp 2 nha. Nó sẽ đệ đường giữa như con rồng tuyết phong anh em à. Có gì thay đổi vậy thôi. Kích thước thì nó to hơn, kích thước thì nó to hơn thôi. Và cấp 3 thì cái này ngon nè, ngon nè mọi người. Đó, tăng 160 công mình lý với 80 giáp phép nha nè. Với tăng 1% máu hồi phục mỗi giây kéo dài 90 giây nha nè. Thì khá ngon nè, có ngon nè nè. Khá ngon cả nhà ơi. Bí cái đó hoài luôn à. Cả nhà. Ui. Và cái con vẫn triệu hồi ra được nha nè. Nhưng mà mình lần này thì mình sẽ không nhấn nút triệu hồi nha. Và nó sẽ đợt lính. Đợt lính tiếp theo ở nhà. Đánh luôn nè. Tự nó tiếp nha nè. 11 mạng anh em ơi. Quá ngon. Đó. Là lính. Cái này là cấp 2 nè anh em. Và cấp 3 này sẽ to như cái con chưa cuối nha, cái con cuối cùng nha. Và nó sẽ đi theo đợt lính tiếp theo nha anh em. Nó sẽ triệu hồi lên nha. Có rồng ánh sáng rồi nè. Đánh luôn nha nè. Phải triệu hồi nhưng mà cũng như con rồng biên phong nhưng mà mối trâu lắm anh em ơi. Cái con nó mà anh em mà hết lính thì vẫn vô trụ đánh bình thường nha. Nó cũng tương tự như con lính nha. Và đó là sơ lược về những nội tại của con rồng với con tà thần nha anh em. Theo bảng thống kê tỷ lệ người đăng ký của mình khá là thấp nha anh em. Mong anh em sẽ ủng hộ mình nha.
và tỷ lệ người đăng ký cho kênh của mình chỉ có 8,8% nha anh em, còn tỷ lệ người chưa đăng ký là 91,2% nha. Và mình hy vọng anh em sẽ ủng hộ mình nha anh em, nhớ nhấn like, subscribe và đăng ký nha, cho kênh có thêm phát triển nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Giờ lên luôn nha anh em, vì pha lấy là một pha bi chát hình sạch. Ê, na đâu đây nè, vì na giờ tầm này cơ động lắm anh em ơi, thôi mình cũng lười dí đó là mình lắm cả nhà buồn què. Tự anh em chắc mình bỏ tự cái qua đây mà bộ xanh lâu thì lại anh em ơi, nó lại cậu đó nó đó anh em. Từ giờ xuống ghép lính rồi chờ, chắc anh quái rừng xong rồi chờ cả thành ra nữa mà ra. Mọi người ơi ê, mình vẫn chưa nói được về con dê thủ vệ nha anh em. Dê thủ vệ mình sẽ ăn ở trong đó nha, mình giết được nó nhưng vẫn hồi về đó nha anh em, nhưng mà giờ nó sẽ chuyển sang góc đó nha anh em, góc đó nha cả nhà. Trong phút tuần thứ 8 là nó sẽ mất đi nha anh em, nếu mình không ăn nó thì nó vẫn hiện ở đó. Nếu ăn thì nó sẽ mất nha anh em, trong vòng phút thứ 8 đổ lên nha anh em ơi. Như anh em thấy trên bản đồ thì đã mất rồi nha, thì bắt luôn ra đây mà nè. Nghi một chiêu một thôi, thốn quá anh em ạ. Và bu đồ phù hiệu của vị tướng này vẫn là u như kỹ nha anh em, mình sẽ để hết trên clip ở trên màn hình nha, đọc cũng đầu clip với dưới phần mô tả nha anh em. Bây giờ đến tập phút này cũng lười nói quá nè mà. Thấy chưa, sườn cốt nó rụng rời rồi anh em ạ, đéo tin nhà dưới rồi. Ai đi kìa anh em, bắt đầu ta chắc quá được rồi, nó nhanh lắm mọi người. Ui khí gì cũng lui anh em, đẹp lính vậy. Mình xuống đường dưới đi ra đi ở đường giữa coi cái mối là gì nha anh em. Ở dưới thủ vệ thì mình giết xong nó sẽ không có bùi chiến tranh nữa nha anh em, mà anh em phải đứng ở tại điểm đó thì nó sẽ nhận được rồi một ít máu nha anh em. Ê, phải đánh lộ luôn nè, phải rút cho chiêu cuối hồi nha anh em. 3, 2, 1 đều vô luôn, nó xuống bottom bằng này rồi các bạn, một chiêu cuối lên luôn nha anh em, đó là đề chủ lực tiếp mà. Một mẹ nữa ngon quá, ngon rồi, quá ngon cả nhà luôn. Nên xóa từ anh em không ta? Ui, cút này. Nhà dưới nó chặn lính rồi mọi người ơi, chặn lính rồi cả nhà. Chia sẻ cho thầy đi, các em chia sẻ cho thầy đi các em ơi. Mất đề xuất quá. Thầy nghe cho lùm bắt bài nó nha mọi người. Nửa cây này mới múa chúng tôi. Giờ về ăn quá rồi nha. Là phế. Tầm này nó cũng như mình nha anh em à. Nhưng mà mình sát thương thì vẫn hơn nó nha. Nhưng mà nó được cái là chịu mến. Ấy lắm rồi nha. Thì support thì lại trâu quá em ơi. Không đánh luôn ạ. Nó theo cái chiều cuối nó bút giáp kìa. Không sao, mình tiêu chí là đánh lâu rồi, châu được lâu cũng chết rồi nè mà. Chú nha, giữ cái câu cả nhà nhá. Chú nha nè, giữ cái câu cả nhà nhá. Đấy, cố lại cái chuột nha nè. Đấy, về được rồi. Ghi nha xuống nhé. Cố cho thêm bạn thành cái sân bay kìa. Vì nó dùng sát thương kinh quá luôn rồi. Mình cố sẽ không để mất chim một lần nữa nha anh em. Các bạn nha. Quý nghe còn nhớ mọi người. Quý cái đậu xanh đó, chưa kịp làm gì luôn anh em à.
Về hết đi mọi người, em còn tí máu rồi. Đây, mất nữa. Khéo để không nhìn ra đâu mà. Mời thu được nhá. Ôi, lượm xong. Không sao, còn nước còn tác ra đâu mà. Còn thở còn gỡ. Không sao. Không sao, không sao. Vẫn nó đẩy cái xe tới nhà chính mình thôi đâu mà. 10 giây, anh em tin mình làm được không? Chắc chắn là được rồi. Ui, pha này đem lên trước này nè. Ui, tí, ui, bật chứ cuối lên. Bắn nạ thôi, đem lên này nè. Ui, ghê nè anh em ơi. Em cứ để thầy vừa gắn. Hãy quá đi. Ui, lên nè. Ui, mất luôn chuỗi rồi anh em ơi. Mình đã biết khi mất chuỗi qua đà rồi. Dạy quá. Là con rồng, con tài hành cuối này nè. Ui, thông báo anh em ạ. Bây giờ mình đang là 6 giờ sáng vậy nè. Mình muốn số có quay clip không? Thấy số không quay clip rồi nói một... không có anh em ạ. Có quay clip thì trở thành quyền. Ui, chắc không anh kịp rồi anh em ơi. Và mình chúc anh em một ngày mới vui vẻ nhé. À, chắc mình sẽ dừng clip tại đây nha. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc gia đình anh em. Nhớ chia sẻ cho thầy nhé.